Họ đang đứng ở một con đường rất là mới của tỉnh Bình Định nha các bạn. Con đường này là có tên là quốc lộ 19B, nối liền từ sân bay Phù Cát về với khu kinh tế Nhân Hội, tức là ngã tư của sân bay Phù Cát đến ngã tư của Cát Tiến các bạn, dài khoảng 18 cây số rưỡi nha các bạn. Vốn đầu tư thì khoảng hơn 1.800 tỷ đồng. Thì 31 tháng 3 vừa qua thì đã thông xe kỹ thuật rồi. Thì theo thợ đi bữa trước thợ thấy thì khoảng tầm tháng rưỡi 2 tháng nữa là sẽ là xong con đường này các bạn, có thể là đi từ sân bay về với Nhân Lý FLC, Nhân Hải, Nhân Hội được Quy Nhơn được nha các bạn. Thì con đường này á, theo ta thấy thì nó rất là đẹp, mà cơ bản thì cái đoạn này đã hoàn thành rồi, cái đoạn 11 cái cây số đầu tiên đã hoàn thành rồi các bạn. Rất đẹp, có tất cả là hai làn xe mỗi bên, chính giữa thì khoảng 4,5 mét người ta đã dành trồng hoa các bạn. Đấy, thì thọ sẽ bay phải là cam toàn cảnh cho mọi người xem nhé. Rồi chúc các bạn có một ngày cuối tuần vui vẻ, thú vị nha các bạn. Bye bye. Thì sau khi con đường này nó mở ra thì sẽ giúp phát triển kinh tế của cái vùng Nhân Lý, Nhân Hội các bạn, sẽ rất phát triển thêm nữa. Thì ngày trước từ sân bay về, nếu mà về cái khu Nhân Lý FLC thì phải đi trên 30 cây số cơ. Thì bây giờ thì đi khoảng tầm còn 25 cây số thôi, nhưng mà cái thời gian đi được rút ngắn xuống rất là nhiều. Thì ngày trước khoảng tầm 45 phút thì hiện nay thì đi tầm khoảng 25 phút thôi, rút ngắn xuống rất là nhiều, gần một nửa thời gian các bạn. Đấy. Đây sẽ qua cái tháp Phú Lốc này các bạn. Tháp Phú Lốc hoặc là có tên gọi là tháp Thóc Lốc.
goes till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust.